Anh trai Say Hi tập 6, Vũ Thịnh bị công kích vì thắng anh Tú Atos, chê Hiếu thứ hai. Trên mạng xã hội, khán giả bàn luận sôi nổi về các trò chơi trong tập 6 Anh trai Say Hi. Trong đó, màn đối đầu của anh Tú Atos và Vũ Thịnh trong trò chơi ma trận thuật toán gây tranh cãi. Phương án chia điểm của anh Tú Atos cho 4 lượt đọ điểm là 1, 1, 1 và 997. Nam ca sĩ tự tin bất kể đối thủ có tính toán thế nào đi nữa, anh cũng sẽ giành chiến thắng. Nhưng Vũ Thịnh lại có cách chơi cao tay hơn với cách chia điểm 0, 0, 0 và 1.000 để đảm bảo bảo toàn điểm số cao nhất. Nhờ đó, Vũ Thịnh giành chiến thắng đầy bất ngờ. Kết quả anh Tú Atos thông minh, tính toán chỉn chu nhưng vẫn nhận thất bại trước Vũ Thịnh. Dù vậy, chiến thắng của Vũ Thịnh khiến một bộ phận người hâm mộ của anh Tú Atos không phục. Họ tràn vào các bài đăng sau tập 6, trang cá nhân của Vũ Thịnh và chỉ trích nam ca sĩ chơi xấu, gian lận. Có ý kiến cho rằng số 0 là số tự nhiên đặc biệt, không phải số nguyên dương và không thể bị trừ. Kể cả MC Trấn Thành đã xác nhận được điền số 0, Vũ Thịnh vẫn bị tấn công trên mạng xã hội. Ngược lại, nhiều khán giả bênh vực Vũ Thịnh và cho rằng nếu anh Tú Atos là người thắng, sẽ không ai phản ứng kết quả đó. Vũ Thịnh ít fan hơn nên sẽ thua thiệt trong những cuộc khẩu chiến của người hâm mộ. Trước đó, Vũ Thịnh cũng bị fan Hiếu thứ hai phản ứng. Trong vòng chọn đội cho đêm thi 2, Vũ Thịnh có nguyện vọng về đội Hiếu thứ hai và nói với đàn em. Đối với anh, đội trưởng mẫu mực trong trái tim anh là anh Isaac, nhưng anh đã chung đội với anh Isaac rồi. Nếu em có anh sẽ là một ẩn số để bùng nổ với những gì anh Isaac đã khai phá được anh ở Live Show 1. Ngay khi nghe câu nói này, Hiếu thứ hai đã khó hiểu và quyết định không chọn Vũ Thịnh về đội. Tôi từ chối cũng có nhiều lý do lắm. Anh ấy mở bài bằng câu thực sự muốn về đội Isaac. Điều đó giống như việc tỏ tình với người mới nhưng vẫn yêu người yêu cũ, quá kỳ cục. Tôi mong anh Vũ Thịnh xem xét và sửa lại, nam rapper nói. Sau đó, hai người vẫn ở chung đội. Thế nhưng Vũ Thịnh bị chê thiếu tinh tế, kém duyên vì coi Hiếu thứ hai là lựa chọn thay thế. Được biết, Vũ Thịnh là ca sĩ của nhóm The Wings, có giọng hát ấm áp, biết cách phối nhạc. Bên cạnh đó, Vũ Thịnh còn sở hữu ngoại hình điển trai, vừa khoa trương vừa lịch lãm, cùng phong thái và chiều cao khủng, đã giúp nghệ sĩ nổi bật giữa đám đông và thu hút sự chú ý của bất kỳ ai. Vũ Thịnh không phải là cái tên mới với khán giả, trước đó anh từng tham gia nhiều chương trình, cuộc thi âm nhạc nổi tiếng. Có niềm đam mê với bộ môn ca hát, từ nhỏ Vũ Thịnh đã bộc lộ khả năng khiếu thanh nhạc của mình, còn từng đạt giải nhất tiếng hát ngành giao thông vận tải 2014. Tình yêu dành cho ca hát quá lớn nên chàng sinh viên trẻ tuổi đã cùng hai người bạn có chung niềm đam mê với mình là Duy Ngọc, Phạm Thắng thành lập nhóm nhạc The Wings. Vũ Thịnh là một người tài năng, anh có thể sáng tác và hát rap, đồng thời cũng chính là nhân tố quan trọng trong nhóm nhạc của mình. Vào năm 2016, Vũ Thịnh và hai thành viên còn lại tham gia thử sức trong cuộc thi X Factor. Dù là ca sĩ tay ngang, nhưng cả ba đều được đánh giá cao trong quá trình thi. The Wings ngày càng đi sâu vào chung kết, với sự cố gắng hết mình, nhóm đã giành được giải Á quân của cuộc thi Nhân tố bí ẩn. Cũng từ đây, nhóm nhạc của Vũ Thịnh bắt đầu gây được tiếng vang lớn. Ba chàng trai trẻ quyết định bảo lưu kết quả học tập và nam tiến theo đuổi con đường ca hát chuyên nghiệp. Thời gian đầu sau cuộc thi, Vũ Thịnh và các thành viên còn lại thường tung nhiều bản cover với giọng hát mới mẻ ấn tượng đã thu hút khá đông giới trẻ yêu thích. Đến tháng 4 năm 2017, sau thời gian ấp ủ, The Wings đã tung ra sản phẩm single và MV lyric đầu tay mang tên Đường nào đến trái tim em, sau đó là MV Giấc mơ nào cho nhau, đều được khán giả đón nhận nồng nhiệt. Là một người đa tài, Vũ Thịnh không chỉ tập trung vào con đường ca hát, anh còn hướng đến nhiều lĩnh vực khác như tham gia các game show, cuộc thi khác như Đàn ông phải thế và đạt được giải quán quân. Vũ Thịnh luôn là người nhanh nhạy và năng nổ trong nghệ thuật. Bản thân anh cũng luôn muốn khẳng định màu sắc riêng, cũng như khám phá bản thân mình. Thế nên năm 2019, nam ca sĩ đã quyết định tham gia chương trình The Voice. Thế nhưng, trước các đối thủ có phần vượt trội hơn, Vũ Thịnh đành dừng chân trong sự tiếc nuối của người hâm mộ. Sau các cuộc thi âm nhạc, Vũ Thịnh bắt đầu tham gia vào đóng phim. Anh từng góp mặt trong dự án Thanh Xuân Ký, Ước hẹn mùa thu. Mới đây nhất, Vũ Thịnh tham gia các web drama Bạn trai song sinh của đạo diễn Jun Bin, nam ca sĩ được đóng vai chính. Bên cạnh đó, Vũ Thịnh cũng góp mặt trong show Tình yêu hoàn mỹ. Với visual không phải dạng vừa đâu của nam ca sĩ, cùng với tính cách ấm áp, vui vẻ, anh chính là một trong những nhân tố hút fan girl của chương trình. Vũ Thịnh, Fanny là cặp đôi gây chú ý khi nên duyên từ chương trình Hẹn Hò, Tỏ Tình Hoàn Mỹ. Trước đó, họ từng có khoảng thời gian yêu đương trong âm thầm. Tuy nhiên, vì nhiều lý do, bộ đôi quyết định đường ai nấy đi, trở lại làm bạn bè.
Đến khi Fanny quyết định lên chương trình hẹn hò tìm kiếm tình yêu mới, Vũ Thịnh quyết định bộc bạch nỗi lòng của mình với đối phương. Vì còn nhiều tình cảm nên cặp đôi quyết định cho nhau thêm một cơ hội. Hiện tại, họ công khai mối quan hệ tình cảm, thường xuyên đồng hành cùng nhau trong các chương trình, sự kiện. Chia sẻ với chúng tôi về mối quan hệ sau một năm bước ra từ chương trình Hẹn Hò Tỏ Tình Hoàn Mỹ, Vũ Thịnh cho biết anh và Fanny vẫn rất yêu nhau sau khi thành đôi. Tuy nhiên tình yêu của cả hai không phải lúc nào cũng phải thật lãng mạn mà hơi gà bông, trẻ con. Tụi mình thích chọc ghẹo cho nhau cười, lâu lâu đánh yêu nhau một cái, làm hành động xấu với nhau một chút nhưng kiểu dễ thương. Chúng mình vừa là người yêu vừa là đồng nghiệp. Cả hai luôn đồng hành và hỗ trợ nhau trong cả công việc và cuộc sống, anh nói. Cả Vũ Thịnh và Fanny đều có sự tin tưởng, không ghen tuông khi đối phương tiếp xúc với người khác vì công việc. Theo tiết lộ của cặp đôi, họ sẽ tổ chức một buổi gặp gỡ người hâm mộ nhân kỷ niệm một năm bước ra từ Tỏ Tình Hoàn Mỹ. Đây là cơ hội để hai đứa có thể bày tỏ sự biết ơn vì mọi người luôn bên cạnh yêu thương và ủng hộ tụi mình, cặp đôi cho hay. Mới đây, Vũ Thịnh và Fanny trở thành khách mời trong chương trình Ký Ức Bất Ngờ. Ngay khi xuất hiện, cả hai dành cho nhau những cử chỉ tình cảm khiến Trần Anh Huy ghen tị. Nam MC lên tiếng nhắc nhở rằng trong chương trình hai người chơi phải đối đầu để giành lấy phần thưởng giá trị. Nghe vậy, Vũ Thịnh liền nói: "Em sẽ rất vui nếu có thể bước vào vòng trong, nhưng dù có thắng hay thua thì tiền thưởng cũng về Fanny cả mà." Ở vòng chơi đầu tiên, Vũ Thịnh hoang mang khi tấm ảnh thời học sinh của mình xuất hiện trong chương trình. Đây là bức ảnh rất hiếm hoi của Thịnh khi còn học cấp 2. Khi đó chưa có máy ảnh để chụp hình và tấm ảnh được một bạn nữ tên Hiền chụp cho. Vừa nghe xong, Fanny tỏ ra có chút ghen, hỏi Vũ Thịnh: "Bạn gái cũ chụp ảnh cho anh hả?" Khiến nam ca sĩ hoang mang, Fanny nói thêm lúc đầu khi thấy bức ảnh của Vũ Thịnh, cô cảm thấy sốc tâm lý vì nhan sắc khác với thời điểm hiện tại. Trần Anh Huy cũng tiếp lời: "Vậy là Vũ Thịnh dậy thì thành công rồi." Trải qua hai vòng chơi, Fanny và Vũ Thịnh mỗi người giành được 10 triệu đồng. Điều đó khiến Trần Anh Huy tỏ ra có chút giận dỗi. "Đến chương trình không phải để đồng hành mà phải đối đầu với nhau chứ. Chơi game gì mà cứ ngang ngang nhau hoài vậy." Thấy bộ đôi khách mời ngang tài ngang sức và khá ăn ý, nên Trần Anh Huy đã trao đặc quyền cho Fanny và Vũ Thịnh được cùng nhau tham gia vòng đặc biệt. Ở vòng cuối cùng, bộ đôi xuất sắc vượt qua các câu hỏi, mang về tổng giải thưởng 40 triệu đồng.